Thưa quý vị và các bạn, nhà bảo vệ bảo quản và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các địa phương tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia. Có biện pháp phòng chống cháy nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác, ưu tiên kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho nơi lưu giữ bảo vật quốc gia tại di tích việc bảo quản phải có phương án cụ thể, đảm bảo khoa học và tính pháp lý, có sự phối hợp hướng dẫn của nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia, cần xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban dân huyện, thị xã thành phố báo cáo thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia và căn cứ quy định hiện hành để lựa chọn lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 năm 2022. Được biết, tính đến nay, tỉnh Hưng Yên có 6 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia, gồm tượng Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở Chùa Mỹ Sở, tượng Sư Tử Đá và hệ thống thành bậc đá Chùa Hương Lãng. Bia Cổ Việt thôn diên phúc tự bi minh bộ đĩa vàng hoa sen cộng vũ và tháp đất nung đền an xá